Trong ngày hôm nay, Sóc Trăng tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới thấp, chỉ với một ca tại huyện Mỹ Tú là trường hợp về từ vùng dịch đã được quản lý trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID của tỉnh là 1.020 trường hợp, trong đó thị xã Vĩnh Châu 292 ca, huyện Mỹ Xuyên 285 ca, thị xã Ngã Năm 88 ca, huyện Thạnh Trị 85 ca, huyện Kế Sách 64 ca, huyện Lâm Phú 56 ca, huyện Mỹ Tú 50 ca, huyện Trần Đề 30 ca, huyện Châu Thành 29 ca, huyện Cù Lao Dung 29 ca và thành phố Sóc Trăng 12 ca. Số bệnh nhân xuất viện trong ngày là 8 ca, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi là 686 ca.